Khi Ngài diễn tả cái lòng yêu mến dành cho Đức Maria, Chúa Giêsu thì gắn liền với Thánh Cà Giuse cho thấy rằng, thưa anh chị em, đó là bộ ba không thể tách rời được. Nếu anh chị em không thể đến được với Chúa Giêsu mà anh chị em cứ đến ngay với Đức Maria thì chắc chắn mẹ sẽ dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu. Nếu anh chị em không thể đến ngay được với Chúa Giêsu mà anh chị em chạy đến với Thánh Cả Giuse thì chắc chắn Thánh Cả Giuse cũng sẽ dẫn anh chị em đến với Chúa Giêsu. Bởi vì Thánh Giuse và Đức Maria được Chúa trao cho một sứ mạng rất là đặc biệt là chăm sóc hài nhi Giêsu. Hay nói một cách khác, một sứ mạng đó là sinh hạ và cứu mang dưỡng nuôi đấng cứu thế cho thế gian này. Cách riêng trong bài tin mừng ngày hôm nay, anh chị em thấy xuất hiện một hạng từ, và tôi lấy bài tin mừng của thứ tư ngày hôm nay chứ không chọn bài tin mừng riêng, thì anh chị em thấy có một cái hạng từ rất đặc biệt mà dân làng Nazareth gọi cho Giêsu. Đây chẳng phải là bác thợ mộc sao? Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa đó, đấng cứu độ chúng ta đó, xuất hiện ở dưới trên thế gian này là một con người lịch sử cụ thể ở làng Nazareth có tên gọi là Giêsu, và làm một cái nghề, đó là nghề thợ mộc. Và cái nghề thợ mộc đó và tên gọi Giêsu đó, thưa anh chị em, nếu chúng ta đọc ở trong tin mừng, anh chị em sẽ thấy gắn liền với Thánh Cả Giuse. Chúa ban cho Thánh Cả Giuse một đặc ân rất đặc biệt, thưa anh chị em. Một đặc ân có thể nói là đây là đặc ân của chính Chúa Cha. Ấy vậy mà Chúa Cha đã ban cho Thánh Cả Giuse, đó là cái quyền gì, thưa anh chị em? Quyền đặt tên. Cho nên chỉ có Chúa Cha đấng sinh hạ con của mình từ cung lòng của Ngài từ đời đời, chỉ có Ngài duy nhất có cái quyền đặt tên cho con của mình thôi. Và khi mà Chúa Giêsu Kitô thụ thai trong lòng Đức Trinh Nữ Maria, anh chị em biết Ngài thụ thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần chứ không phải do hạt giống của người nam. Cho nên có thể nói rằng Thiên Chúa Cha và duy nhất chỉ có một mình Thiên Chúa Cha mới có quyền đặt tên cho con của mình, người con một duy nhất. Ấy vậy mà Chúa Cha lại ban cái quyền đó cho Thánh Giuse. Và sứ thần hiện ra và nói gì với Thánh Giuse? Ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Không phải là Ngài đặt tên cho con trẻ là Giêsu, mà trong bản dịch Kinh Thánh anh chị em sẽ thấy có một cái từ rất là mạnh: phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Và sứ thần giải thích luôn, Giêsu có nghĩa là gì? Cứu dân người khỏi tội lỗi. Cho nên không có ai có thể nói là cao trọng cho bằng Thánh Giuse ở dưới thế gian này, khi mà chính Chúa Cha trao cho Ngài cái quyền đặt tên cho hài nhi con Thiên Chúa là Giêsu. Chưa hết, Thánh Giuse còn được ban cho một cái ân thứ hai, đó là sứ thần mặc khải cho Thánh Giuse biết rằng hài nhi Giêsu này tên gọi là Thiên Chúa cứu độ, Ngài là ai? Thưa Ngài là Đấng Kitô. Bởi vì sau đó anh chị em đọc tiếp, anh chị em mới thấy rằng sứ thần nói rằng điều đó để ứng nghiệm rằng lời mà Thiên Chúa đã phán qua miệng các ngôn sứ xưa: một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, và con trẻ ấy chính là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đấng Kitô là đấng mà Thiên Chúa hứa, đấng Thiên Chúa sức giàu, đấng đó phải xuất hiện từ dòng dõi vua David, và đấng đó sẽ là vua Israel, đấng đó sẽ cứu dân người khỏi tội. Và cái sứ mạng của đấng Kitô đó được mặc khải cho Thánh Cả Giuse, không chỉ thế còn gắn liền với dòng tộc của Giuse, bởi vì Giuse thuộc dòng dõi con cháu vua David.
Cho nên chúng ta thấy Thánh Giuse được Chúa ban cho hai các đặc ơn rất là lớn. Đó là đặc ơn làm cha của Chúa Giêsu, cha nuôi và có quyền đặt tên. Và đặc ơn thứ hai là chính nơi dòng dõi của Ngài mà Đấng Cứu Thế đã được sinh ra, đã bước vào. Và Đấng Cứu Thế đó chính là Đấng của lời hứa, Đấng Kitô. Chưa hết thưa anh chị em, Thánh Giuse còn được đồng hành với Chúa Giêsu. Ngài đồng hành như thế nào? Cùng hài nhi và mẹ người sang Ai Cập. Cái biến cố đi sang Ai Cập đó, thưa anh chị em, đưa chúng ta về sách Xuất Hành. Anh chị em nhớ một cái khuôn mặt Giuse rất là trẻ trung, là một trong 12 người con của ông Jacob bị anh em bán sang Ai Cập. Nhưng mà cậu bé Giuse đó nhận ra ơn của Chúa và nói gì? Không phải là anh em bán tôi đâu, mà là Đức Chúa sai tôi sang đây để qua tôi Đức Chúa cứu anh em và cứu cả dân tộc Ai Cập này. Chúng ta đọc trong Tin Mừng, anh chị em còn nhớ Chúa Giêsu Kitô sau khi được các gọi là nhà chiêm tinh, được các vua đến triều bái như là vị vua của muôn dân, của dân Israel và dân ngoài, thì ngay lập tức sứ thần nói gì với thánh cả Giuse đang đêm? Hãy đưa hài nhi và mẹ người sang Ai Cập. Đó là một cuộc hành trình mà chúng ta có thể nói rằng Thánh Giuse cùng với Chúa Giêsu Kitô đi vào lời tuyên xưng đức tin. Đức Giêsu Kitô là Đấng Cứu Độ, là vua của muôn dân, và Ngài đến không chỉ để cứu dân Israel, không chỉ để cứu dân Ai Cập, mà cứu toàn dân. Đó là kinh nghiệm thứ nhất của Thánh Giuse, kinh nghiệm được cứu độ, và ơn cứu độ đó là ơn cứu độ phổ quát. Cho nên thưa anh chị em, ngày hôm nay thánh cả Giuse vẫn tiếp tục đang làm điều đó. Cho nên tất cả những ai chạy đến với Ngài chắc chắn sẽ kinh nghiệm được gì? Kinh nghiệm được Chúa Giêsu Kitô cứu độ, kinh nghiệm được ơn cứu độ đến với mình, kinh nghiệm được Đấng mà chính Ngài sẽ giải thoát dân của Ngài khỏi tội đó, Đấng đó giải thoát mình khỏi tội. Kinh nghiệm thứ hai là gì thưa anh chị em? Từ Ai Cập ta gọi con ta về. Sứ thần nói với thánh cả Giuse đang đêm, hãy trỗi dậy đứa hài nhi và mẹ người rời khỏi Ai Cập. Thưa, đó là hình ảnh của cuộc xuất hành thưa anh chị em. Dân Israel xuất hành ra khỏi Ai Cập và tiến vào đất hứa. Thì thánh Giuse cũng đi lại cái hành trình đó, Ngài đưa Chúa Giêsu Kitô ra khỏi Ai Cập, không phải tiến vào đất hứa, một vùng đất ở trần gian này, mà tiến vào đất hứa là nhà cha trên trời. Cho nên tất cả những ai mà đến với Thánh Giuse đều lại có một kinh nghiệm thứ hai, kinh nghiệm xuất hành. Không chỉ là mình được cứu mà mình còn được lên đường với Chúa Giêsu Kitô. Và trong cái hành trình trần gian này, chúng ta sẽ trải qua rất nhiều gian nan, khốn khó, thử thách, nhưng mà chúng ta sẽ chiến thắng thế gian vì Chúa Giêsu Kitô chiến thắng thế gian. Và cùng với Chúa Giêsu Kitô và bên cạnh chúng ta là thánh cả Giuse đó, chúng ta tiến về nước trời, tiến về nhà cha. Cho nên Chúa ban cho thánh cả Giuse cho đến ba cái đặc quyền. Thứ nhất, được làm cha đặc tên cho hài nhi là Giêsu. Thứ hai, đó là đặc quyền đón nhận Đấng Cứu Thế trong chính dòng dõi của mình, Ngài là Đấng Kitô, Đấng của lời hứa. Và thứ ba, cùng với Chúa Giêsu Kitô dẫn cả cái nhân loại này đi vào ơn cứu độ phổ quát, và dẫn cả cái nhân loại này đi theo Đức Giêsu Kitô tiến về nhà cha trên trời. Nhưng mà một cái hình ảnh mà có thể nói là gắn liền với thánh cả Giuse đó ở trong Tin Mừng, và đôi lúc anh chị em đọc không có biết có thắc mắc không, như tôi là tôi thắc mắc lắm, đó là thánh Giuse được cái ơn gọi là ơn ngủ. Ngài cứ ngủ thôi, nhưng mà chính khi Ngài ngủ đó thưa anh chị em mới nên việc. Bởi vì trong giấc mơ Đức Chúa nói với Ngài,
Đây là một điểm rất đặc biệt, thưa anh chị em. Người Việt Nam của mình có cách giải thích giấc mơ lạ lắm. Có nghĩa là nằm mơ như thế nào thì thức dậy giải thích ngược lại như thế. Ví dụ như là nằm mơ mà thấy mình bùng xình lắm lem, có nghĩa là hên lắm đó, thế nào cũng có tiền. Hoặc là nằm mơ mà mình thấy mình thi đậu đó, thì coi chừng thế nào cũng thi rớt. Tôi học cái điều đó khi tôi còn rất là nhỏ, đi học ở tiểu học với bạn bè, thấy mình thi đậu, thế là bạn bè nó coi chừng nó mày thi rớt, mơ là ngược lại. Cho nên thằng bé cầu nguyện quá trời và Chúa thương cho nên không có thi rớt. Thánh Giuse không nhìn như thế, thưa anh chị em. Chúa cho Ngài một cái tâm hồn rất bén nhạy với Chúa. Ngài không chỉ là thấy và nhận ra thánh ý Chúa trong đời sống hàng ngày của mình khi Ngài tỉnh, mà cả khi trong giấc mơ của Ngài. Mà nói theo ngôn ngữ của tâm lý học là trong cái sâu nhất, thưa anh chị em, trong cái sâu nhất của vô thức, trong cái sâu nhất của tiềm thức, thì thánh nhân vẫn nhận ra thánh ý Chúa, vẫn nghe được tiếng Chúa nói với mình. Cho nên chúng ta phải cảm phục thánh nhân và tạ ơn Chúa với thánh nhân, bởi vì trong cái tỉnh táo hàng ngày của Ngài, chắc chắn Ngài nhận ra thánh ý Chúa. Và ngay cả trong giấc mơ của Ngài, và khi người ta mơ, người ta có thể nói sảng, khi người ta mơ, người ta có thể thấy lung tung, nhưng mà nơi thánh nhân chúng ta thấy gì? Trong giấc mơ đó, trong cái chiều sâu nhất của tâm hồn Ngài, của linh hồn Ngài, và nói theo ngôn ngữ của tâm lý là trong vô thức, trong tiềm thức, luôn luôn có Chúa. Chúa hiện diện và Chúa nói với Ngài. Và ngay lập tức Ngài không đắn đo, Ngài không suy nghĩ, Ngài không ngồi đó mà giải thích giấc mơ xem có phải như thế không. Ngay lập tức Ngài thực hiện. Cho nên Đức Thánh Cha Phanxicô của chúng cha, thưa anh chị em, trong một bài giảng Ngài nói như thế này: trên bàn làm việc của Ngài luôn luôn có cái tượng Thánh Giuse ngủ, anh chị em thấy ngoài kia. Và luôn luôn khi mà Ngài gặp khó khăn gì thì Ngài viết một cái nốt nhỏ ở trong một tờ giấy và Ngài kẹp vào cái chân tượng, Ngài đặt ở dưới cái chân tượng Thánh Giuse, Ngài dâng cho Thánh Giuse. Và Ngài nói rằng Ngài làm như thế để Thánh Giuse mơ về cái điều mà Ngài cầu xin. Hay nói một cách khác, để chính Thánh Giuse sẽ thực hiện. Bởi vì chính trong giấc mơ, Thánh Giuse sẽ thấy được lời cầu xin của Đức Thánh Cha, và Thánh Giuse thực hiện ngay. Cho nên tôi cũng xin anh chị em bắt chước Đức Thánh Cha Phanxicô đi. Không có cái gì mà chúng ta không thể viết cho Thánh Giuse được. Và ngay cả khi chúng ta nói rằng chắc là cha thánh của mình cũng có lúc phải ngủ chứ, thì ngay cả khi Ngài ngủ, Ngài vẫn mơ được những lời cầu nguyện của anh chị em và chính Ngài thực hiện. Cách đây cũng lâu lắm rồi, có thể là 3-4 năm, tôi đi lên Gia Lai để thăm anh em dòng Chúa Cứu Thế ở trên đó, thì có gặp một anh giáo dân. Anh ta kể một cái câu chuyện để xin tạ ơn. Anh ta nói rằng tối hôm đó khoảng 8 giờ mấy, thưa cha, con chạy chiếc xe và phía sau thì kéo theo cái cộ, có nghĩa là kéo theo cái ba gác. Và ở trên cái vùng đó thì người ta trồng cà phê, trồng tiêu, trồng điều. Và tối hôm đó là anh ta chở mấy cái bao cà phê với mấy cái cây củi thôi. Thì đường ở trên Gia Lai mà ở trong hẻm trong rừng, thưa anh chị em, thì có những cái lúc mà nó không có thẳng đâu, nó gập ghềnh và khó đi lắm. Mà mới 8 giờ tối thì người ta trong nhà hết rồi, người ta không có đi ra ngoài nữa. Và anh ta nói là con chạy và trời tối cho nên con không có né được cái ổ voi. Thế là con chạy và nó sóc và nó lật nguyên cái chiếc xe đó, nó úp và nó nằm hết trên người của con. Và giữa đường vắng, và cha biết không chỉ xe mà nó còn cả cái cổ kéo phía sau, rồi cả mấy cái bao nữa, thế là nó đè hết lên người của con.
con còn đúng cái tay bên này là con chìa ra ngoài, còn nguyên cái người của con là bị kẹt ở bên dưới. Và lúc đó con không biết phải làm sao. Con nói chắc chắn là mình nằm như thế này cho đến sáng, bởi vì nhúc nhích không có được. Thế là lúc đó con nhớ đến cái lời cầu nguyện mà ngày xưa mẹ của con đã dạy: Giêsu Maria Giuse, xin cứu rỗi các linh hồn. Con nhớ đó, cái con đọc cái con sửa lại: Giêsu Maria Giuse, xin cứu con. Và con cứ đọc như vậy. Và chắc có tin không, con đọc mới có 3 lần thôi, tự dưng con thấy con nhấc cái người lên là nguyên cái xe đó nó bật ngược lại và con đứng lên được. Con thấy có giống như một bàn tay đã đẩy cái xe đó lên. Và con nghĩ chắc là Chúa Mẹ và Thánh cả Giuse đã giúp con. Và sau đó thì anh ta mới nói gì với tôi: cha ơi, lâu lắm rồi con không có xưng tội, cho nên sẵn cha lên đây cha giải tội cho con. Cho nên thưa anh chị em, có một kinh nghiệm, kinh nghiệm mà Thánh cả Giuse với một tâm hồn vô cùng bén nhạy, hay nói đúng hơn với một linh hồn vô cùng bén nhạy với ơn của Chúa, Ngài cùng với Đức Maria chưa bao giờ nghỉ ngơi cho anh chị em, luôn luôn đồng hành với con cái của mình trên trần gian này. Bởi vì khi Chúa Giêsu Kitô nói với mẹ rằng: mẹ ơi, đây là con của mẹ, thì ngay lập tức Thánh Giuse cũng nhận luôn chúng ta. Cho nên chúng ta cũng là con cái của Ngài. Và trên cái cuộc xuất hành trần gian này, Ngài không ngừng đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu và đi về nhà cha. Tôi nhớ trong những ngày tháng dịch này, nhà kín thưa anh chị em, không có làm việc, suốt ngày cầu nguyện thôi. Cho nên sống nhờ cái tình thương của giáo dân. Có một số nhà kín, không phải là năm nay, trong những năm về trước, có một lần kể: cha biết không, hôm đó trong nhà không còn một hạt gạo, và con là quản lý, cho nên con phải làm sao. Thế là con không biết phải làm sao, con mới nhìn Thánh cả Giuse và con lấy cái tờ giấy tập đó, con viết 20 ký, con treo vào cái tay của Ngài 20 ký gạo đó thưa anh chị em. Chiều có người gõ cửa nhà dòng chở đến, đúng 20 ký. Anh chị em bắt chước đi. Trong nhà tôi có một cha già rất kính mến Thánh Giuse. Tối 8 giờ rưỡi còn thấy đi lần chuỗi ở dưới sân nhà dòng. Giờ đó là các cha già đi ngủ hết rồi thưa anh chị em. Các ngài vô giường ngủ sớm lắm, 8 giờ là đi ngủ hết rồi. Cho nên 8 giờ rưỡi mà còn thấy đi lang thang ở dưới cái bùng binh ở trước sân nhà dòng đó, thì ai cũng ngạc nhiên. Hôm đó thì không phải tôi gặp ngài, với một anh em gặp ngài, mới hỏi rằng: cha già sao mà còn đi đâu ở đây? Tôi đang đợi người. Đợi ai? Đợi người ta mang tiền đến. Nói ai mà hẹn cha già cái giờ này, 8 giờ rưỡi tối rồi. Không, Thánh Giuse bảo mang đến. Nói là sao? Tôi nói với Thánh Giuse rồi, tôi cần tiền cho người nghèo, cho nên tôi xuống đây tôi đợi. Thánh Giuse gửi tiền đến. Mà có ai gọi điện cho cha già chưa? Nói chưa. Rồi thế là cái người anh em đó đi vô, và không biết cha già có gặp được không. Sáng hôm sau xuống ăn sáng mới hỏi rằng: sao rồi tối hôm qua người ta có mang tiền đến cho cha già không? Đó có. Thánh Giuse gửi đến. Tôi không nói dối với anh chị em một từ luôn đó. Cho nên có thể nói rằng chúng ta có một người cha, và chúng ta là con cái. Như Thánh Giuse ngày xưa chăm sóc Chúa Giêsu Kitô như thế nào, Ngài cũng chăm sóc anh chị em như vậy. Và đó cũng là lý do tại sao năm nay Đức Thánh Cha Phanxicô mở năm Thánh Giuse. Bởi vì thấy thế giới đang trong tình trạng hoảng loạn về bệnh tật, về kinh tế, về cơm áo gạo tiền, khốn khổ thôi anh chị em. Và chỉ có một người duy nhất thôi
có thể cứu được thế giới này và mang thế giới này đến với Chúa Giêsu Kitô để lãnh nhận sự bình an đích thật. Đó là Thánh Giuse. Cho nên đó là lý do tại sao Đức Thánh Cha Phanxicô, một người rất yêu mến Thánh Giuse, đã tin tưởng và mở năm Thánh Giuse để dâng năm thánh này với tất cả nhân loại này cho thánh nhân. Bởi vì thánh nhân được Chúa ban cho những đặc quyền rất đặc biệt. Bởi vì thánh nhân không ngừng rời Chúa Giêsu và không bao giờ rời Chúa Giêsu và không bao giờ rời chúng ta trong cuộc hành trình trần gian này. Và cái ơn lớn nhất mà Chúa Cha đã ban cho Thánh Giuse chính là ơn làm cha. Và ơn làm cha đó vẫn tiếp tục được thực hiện cho đến giây phút này, ngày hôm nay. Cho nên anh chị em hãy tin tưởng, cần gì cứ viết giao cho Ngài, hay là viết xong treo vào cái tay của Ngài, hay là nói xong là ra ngoài đường đợi, thế nào cũng có người mang tới. Xin Thánh Giuse cầu cho chúng con. Amen. Anh chị em chúng ta hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với Thánh Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và hữu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, Chúa đã giao phó con một Chúa cho thánh cả Giuse chăm sóc giữ gìn như người cha lo cho con cái. Xin nhận lời thánh nhân cầu nguyện mà chấp nhận của lễ chúng con dâng và ban cho chúng con được thêm lòng yêu mến Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em.